Bao giờ mình nghe một thằng ngu tiếng Anh xì xì cái gì mà xì ngồi hơi rồi kiểu khi nó làm như người ta bất bình rồi thì không cần cái gì nữa, còn khi nó tốt thì khi mà nó tốt thì người ta sẽ lòng đúng không? Còn cái kiểu anh này không nó quý nhờ cái tình em ạ. Rồi đấy nó phải đấy, nó phải thật lòng không tính toán, không là làm được tính toán thiệt hơn thì tính toán như thiệt chị ở với đâu chị cũng đấy, có nghe chị cũng là tính toán của chân là không thả được hết lòng mà thật lòng, hết lòng thật lòng chứ không bao giờ giả tạo, không phải là chị quý thôi mà chị giả tạo á, chị quý thôi là chị thật lòng luôn đấy, muốn giúp đỡ muốn hết lòng của em luôn đấy. Bố em cũng bao giờ em có sẵn sàng đúng không? Cứ sẵn sàng hết lòng với chị đúng không? Kể là về muộn một tí hay là giúp đỡ chị một tí không nói tính toán. Đấy người ta gọi là có trước có sau, không bao giờ người ta sợ thiệt, không bao giờ người ta tính toán kể là cái to hoặc cái lớn từ những cái nhỏ nhất. Có chưa?
không? Ôi mới có mấy cốt mới vậy? Đây rồi đẹp gì vậy? Mua pha